Adam Prasakon, Opatnyo Ramantrai, Ramantrai Ka Borte, Nang Saprabatka on Drachit, Nang Jipratin Krom Kangi, Rirat Tapibal Chok Multan Sroks Ang Khai Kondal, Nat Ngai Tidap Mui Khai Makraj Nam Pipon Mopay Bay, Ban Anchun Chi Athapaday, Sampot Aki Saksa Nay Anup Shil Lai An Lung Tasek, Nang Chuop Sanme Sumna, Chi Mui Pai Kichun Dai Tatul Chai Lip Hi Chop Sanya Bat Matsum Saksa Tudia Phum, Nam Saksa Pipon Mopay Mui, Pipon Mopay Pik, Nong Sroks Ang Khai Kondal. ពិធីនេះបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងភូមិអន្លង់តាសេកក្រោមភូមិព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងការប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះចំនួន2គ្រឿងជូនមណ្ឌលសុខភាពឃុំព្រែកអំបិលនិងឃុំតលុនអគ្គិសិក្សានៃអនុជាល័យអន្លង់តាសេកដែលសម្ពោធនេះមួយក្នុងប្រាំមួយបន្ទប់ជាអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តយូណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជូនចំពោះអាដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្ត
nâng bởi chí chân chân đáy trên nền chí cá tay tay chui đọc Campuchia. Nông niêm chế đại cụ dư tư xác cụp trung trối nấy xa công viết nà ruộng Campuchia chân, bởi tế nâng bởi chí chân tiền phí cứ chí mật đại thép, đại tay tay cho nơi chí mùi khí nế, nâng bán chui khí nế từ huynh tử mốc nơi cụp cả lạc thị xác, mân tha ca lục bạc giang nà có đòi. Chạy đánh tốt bây chì bởi tế chân, bàn rôn cụp phí ca ở rừng hàng chí chân, nơi khăn đồng nạc ca đồng bốn nơi ca chlong rêu đàn nơi chí mùi COVID-19. Có Campuchia dù thả bên nút cư chìa bên ả xoắn đại bảo tế tăng phí trái lượng tật chạch này nâng quam trọc này từ mình từ mốt. Tăng khăn này mật tập hiếp nâng mở nút thóa đối đại chất lọc bánh trang tam rãi đâm ná tốt nạc cách. Rồi bảo xâm lại đại chùa hồn sáng đi dù ra mần trái tại căn thị cọng bề cáng ca bị khai cùng phép cho năm phí bọn mập hầy. Ai đó bạn đi dù ra mần trái bạc khốn bán bánh chạch thả Campuchia cọng cá đăng nôn bảo trâm trái rồi bảo xâm lại đại chùa đi dù ra mần trái hồn sáng dường miễn xoắn tập hiếp dường miễn phí co sang xâm mật tập hồ chế trán đảm bấy chìa bà giọt đò bà chìa bà rốt nâng miễn phí chuốc xâm này xâm nào khả ní xâm hốt xa la chìa mùi khả ní đào cái đầy đi đi xâm tập hiếp này hỏi đại miễn đầm lại nát xâm rắp bà rốt cổ rụp rùm ai đàm bà sẵn bàn bình chạy chún bà chìa bà rốt thả cọng ca khách khám prang prang dọc chất tục đạc rô bà xâm này chú dương tiệc ọc ní miễn mô tên ạc hiếp giang cài lên trong phố chúc chơi đợt thông thiên đại quan phố chia tựa tụt bán lưu ca cục krom ca chlong rết tạ bạc chung ngư COVID-19 vì xe ca bắt đầu vạc sang COVID-19 xâm rạp chạc chún bà chìa bà rốt tu tên bà tế bắt đầu ở quan phố chia ách bác đâm nà ca lưu cực bì xài làng huynh chạc đánh dương chúc chung ní xâm phô xâm mật rạp hòa khăn ngày ní có ca chanh bì phò này nì dô bài vạc sang rô bà xâm này chúng mới nâng vị sai ở rùm ai đó bàn thay ông nói con đó là guru nè guru để bàn khát khao prang prang bồng riền đó sơ sanh sơ pro tha achip chỉ guru bồng riền này miễn đâm lại thay thano na đòi bàn đó nơi chấm này nâng đó mình được group group ở miễn sự mặt phep co sang chỉ vừa phep guru xá co sang sung cùng bàn là ở xa bàn tập móc ai đó ở bạn nhiều làm mình thấy bàn đó nơi computer laptop đó sơ để bàn prolong job sinh nhật bàn mình xung sắc xa tu luyện phun năm sắc xa pi pon mà phai pi nite a chủng loại group không sắc sáng không mình nhẹ computer laptop mùi cường nâng xong rẻ sắc xa tháp vị cả mùi chủng nún nâng bàn đó nơi ẩm nổi mùi chủng nún tiết chia xong rẻ sắc xa nâng tháp vị cả mùi chủng nún đợt bay cái chân đai tổ tu chơi lập pi job sinh nhật bàn mình xung sắc xa tu luyện phun chanam sắc xa pi pon mà phai mùi pi pon mà phai pi nông sắc sáng sắc xa nu sắc xa là ăn lung thật xếch nâng con công lắng prom tiền lục rùn nhạc rút phong đài ai đó ở bạn đi dù ra mặt trái nâng đâm nàng mà chạc chùm núi đâm nàng anh thô mù lực thán bàn cách xài bố xâm phô đã ai bà chiếp lời cá nâng ạ kia sắc xa mùi khăn nông nây xa là ăn lục xì lại ăn lung thật xếch chắp pi pê nít tỏ từ cảm cái dốc tiếp tục đã rồi bắt cầm càng nghệ đi rất tháp ba chọc mượn than sọc sáng đặc nôm bởi ai đọc bạn đi dựa mặt trời bạc sực hồn mượn than sọc sáng từ tuổi ban sớm tập phật phải cả chỉ tràn khả năng chấm nóng sớm tập phật tiếng nút có miền aki sắc xa chỉ tràn bản lịch rụp riêng lớn đó chỉ cần lấy sắc xa đó con trai phải chỉ bỏ rót chắc đấy đôi chỉ aki sắc xa đó sọc sáng nơi chấm phù mục nỉ dương miền sa la riêng lò hỏi sôm sơ san u sơ khát khom riêng sốt ở trẻ đắng chỉ bị xếp chia bộ rốt tiếng ọc nếu cho rùm thay ra xa xe mật rập hồn này đảm bây chìa bà giáo đoàn công trại dưỡng pra bàn dụ ổng vầy. Bạn tốt mốc ai đoàn bạc sạc hồn ổ bạc này dù rạp mặt trái ca bảo tế nâng sạp rạp bạc ổn trạng chiếc nâng chìa bà thiên cổng ca nghe đi rạp thạp bị bà chốc mù lạc thanh sọc sáng khát còn đá. Bạn bà cô rốt dôn xong khu châm nôn bị cướng cứ chun mân đôl sọc phía bạc ổng bà châm nôn mùi cướng nâng không ta luôn châm nôn mùi cướng.
ឯនាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញចូលពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូការិយាល័យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯនាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនប្រតិភូអំពីទូនាទីអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំការងារបង្ការឆ្លើយតបមេរោគអេដនិងជំងឺអេដជាលក្ខណ
ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្រុងស្រុកហាន់និងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ឃុំសង្កាត់តាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍លើកទី5ឆ្នាំ2019ពីប៉ុនមកភ័យបីនិងលិខិតលេខ208សចនសសចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អំពីការដាក់វិធានការតាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបទៅន
cầm phụng đặc nông ca nghiệp chạy tốt mê rục ếch nâng chung ếch giang sạc cắm. Đại án vật nơi cụ cả 7 mũi, phèn ca dựt sạc tại mũi, thả bàn đặc nông xâm rộp xâm rộp tại mũi, nâng prap bọn tam bàn trụt bình nất viết đâm lại tại mũi. Thầm mấy nít nông chăn tẹt mục mút chú tơ bằng chọc ếch chế ca cùng điều cầm hành đào sốc của phiếp xa thị ra nạn nơi chân nằm bì bọn mà phẩy prám. Xâm đại đi chú, nì dụ ra mặt trái, bàn xâm ra chún ai nhà thô chiết bà dứt nâng chung ngược ếch. Ở rịp chóm khu nữ dụ bài lúc bóng bắt chung ngược ếch nơi chân nằm bì bọn mà phẩy prám. Nâng chế được phiếp cam vịt thị ếch xâm ra chân nằm bì bọn mà phẩy bây bì bọn mà phẩy prám bấy. Đời miên xâm ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមមគ្គទេសក៍ដ៏កំពុងខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអង្គការពាក់ព័ន្ធនិងអ្នករងគ្រោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍តាមរយៈការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅទី1 84%គោលដៅទី2 100%និងគោលដៅទី3 95%នៃគោលដៅកើប5កើប5កើប5ដែលបានកំណត់សម្រេចឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2021សម្រាប់កិច្ចការដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺការកាត់បន្ថយការឆ្លងនៃមេរោគអេដស៍ដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជនកលឹះវ័យក្មេងយ៉ាងខីpopulation ដែលរួមមានក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស ក្រមស្ត្រីបំផ្លែងភេទក្រមស្ត្រីបំរើក្នុងសេវាកំសាន្តក្រមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃថវិកាជំនួយពីខាងក្រៅឬការងារឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ កិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19បានប្រារព្ធឡើងថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នេះទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 អង្គប្រជុំបានដឹកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពការងារនៃក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ដែលបានអនុវត្តកន្លងមកនិងឯកភាពគ្នាបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការស្កលភាពក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែលមានចែងក្នុងតារាងផែនការស្កលភាពក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនដើម្បីស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ឆ្នាំ2021-2023និងក
vị xây thì cho Campuchia khả nông nâng cao vị bật chung người COVID-19. Ở bài đây chỉ là tập hóa khả nông kết bật chung cư ca xâm rách ai cập hiếp bản tố cả anh vọt phản ca xa cao hiếp pram chấm nói hai trở bàn lực lăng chỉ rùm đòi ẻ đòm rõ mặt lời thông khốn khả nông nông rô miến. Tìm mũi ca riêng chăm sẽ kể bình vị thiên đà ca có nội dụ bài anh vọt cho tình ca chân nam tên sản Campuchia bì bọn đập hệ bấy nâng khai chỉ ai cập xa cho tự xa đò xâm khánh khả nông đồng đạc ca nề ca ngớp lăng vấn nay vị xây thì cho Campuchia đôi miền trái khả nông phản tì trường ổ phá lớn khả nạ đại Campuchia trở thuốc chìm chập tế rụp trong cả bà cốt kỳ lạc xì kém. Asim Para kèm lược tì xam xa bí cho nằm bì bọn ở phẩy bấy nâng cổ rốt tam ăn xa đọc phục vô rộ bọt xâm đại để cho nị dụ rộ mặt trái thay lại khả nông bị thịp.
Bất xâm đẹp bạc bốc sửa ca nghiệp tỷ chó, ca bốc sửa hành ca sửa đá nâng lực xuôi vị xài tỷ chó Campuchia khăn ông nâng cao vị bạc chung người Covid-19 đâm nạ ca tỷ mối cho năm bì bòn ở phê mối nâng trong mấy tỷ mối cho năm bì bòn ở phê bí nâng lực tức đáo hành ca sửa đá lăng vánh nâu vị xài tỷ chó khăn ông đâm nạ ca tỷ bí trong mấy tỷ bí cho năm bì bòn ở phê bí bì bòn ở phê bấy ao york pratica kể là tỷ chó đó thùm ní đã chân chia chút tình địa cá cho năm tết sửa Campuchia bì bòn ở phê bấy đâm ấy bằng cán ca sắp xài tỷ chó Campuchia hiệp chụp chế này cả anh vót cho tình địa cá tết sửa Campuchia bì bòn ở phê bấy nâng đá tua chia mua là than sầm khan bầm phốt xâm rắp rồi đó cả áp vót bị xài tỷ chó Campuchia đó cầm rập đôi môn pê bị bạc covid đập rầm bốn căn tay pra xa chừng bốn tèng lơ tết tập hiếp bại rì màn nâng cùng tập hiếp tí bí sẽ cái đây bệnh vị thiên đà cô nội dụ bài anh vót cho tình địa cá chân nam tết sửa Campuchia bì bòn ở phê bấy miền chạc khô bị xài dù chạc bác cứ chân nam bì bòn ở phê bấy Campuchia nâng ai kẻ tù tết cho anh đã chết bàn chẳng tách bốn liền nẹ nâng phía tế cho tế khăn ông bàn bà màn đập răm liền nẹ. Tị bây đầm bây xâm rạch bàn nơi chạc khô bị xài khẳng lớn sẽ đầy bệnh vì thế nạc cô nử dụ bài anh vót cho tình cả ní miền cô bầm nón bí, cô bầm nón tìm mũi lơ cầm phúc kết tình niệm tế cho Campuchia bà lý chí nạc chạc ạch chạc rạ đào phiệp gọi cả nấu nên lơ tìm xa tế cho ở càng tại khả lãng khả. Cô bầm nón tìm bí xa bà cho bà viên bắt tạc kè là xì kèm lực tí xa bà bí nâng ạ xìm bài ra kèm lực tí đập bí nâng chất tình nạc chân nam tết sản Campuchia bì bọn phải bấy đầm bây bằng cán đạo phía bà cụ bà chết tế cho Campuchia rồi bị bắt chung người Covid đập rộng buồn. Tí buôn đầm bây xâm rách cô bầm nón khăn lớn cho tình địa ca chân nam tết sản Campuchia bì bọn phải bấy miên cô đau chùm đồn bí cô đau tí môi bằng hai nhằm sắp xa xì chùm râu bì cô đau tế cho nâng phá lất tập hót tế cho thầm mây rộng bọc Campuchia khăn ông bà phúc tìm xa tế cho bà môn ở tiếp hiếp tam rực dạ ca thuốc cho tình xác tầm nệ tầm nông xác tình nạc cáp sắp xài bình dịch cảm tích cho tam có một chủ bài. Cô đào tí bí bằng cân tầm rơ cao phía tích cho chiếc nâng ảnh trả chiếc tam rửa dạ ca bằng cáp cắt tích cho tích cho tệ tiên cầm rạch ảnh trả chiếc nâng cầm rạch luật hán cả ông rục hiếp chia bị thị bốn cắt tích ca kê lá rư cắt tích ca tích cho ở miền chia bà chấm mùi khai dân tách mùi cắt tích ca tí pram đầm bay thần địa ban nợ phép chụp cháy khăn ông cả nợ vót cho thần địa ca chân nam tết sản Campuchia chân nam bị bọn nợ phải bấy khăn ông sẽ cái đầy priêng đã chân bị thần địa ca cô nợ dụ bài ní nâng phải tam ạ bị khóm ca chùm rôn bắt tất cả nâng ca bắt đau tờ lư ca sắp xa nâng tầm nẹ tầm đồng xa tiền nạ đòi khăn ông nú sẽ cái đầy priêng ní ban đã chân mà phải bị thần địa ca sầm khăn khăn ông nú miên bắt tất cả ăn trả chết nâng thân nạ chết chùm đuôn mà phải mùi bắt tất cả nâng thân nạ một thàn chùm đuôn mà phải pram rơi thần địa khát xâm đau xâm ra dạ bàn nợ cô đau chi giúp tất xa phí rô miến tìm mối bằng rừng kết tình niệm Campuchia tiếp xa tế cho bị phục lúc cao bị bắt chung người Covid tập rộng bốn tam rồi dạ ca thuốc cầm nọt tì tăng Campuchia lưu tiếp xa tế cho anh đã chết cao bị bắt chung người Covid tập rộng bốn nâng bằng cách nị mật sinh nhạp sắp xa xâm rạp cho tình địa ca chân nam tết sản Campuchia bì bọn được phải bấy nâng tí bí bằng rừng ca sắp xa cho tình địa ca chân nam tết sản Campuchia bì bọn được phải bấy tam cổ rục hiếp nâng cổ rục một chủ bài. Ai đó bật đất phun màn ảnh ở các mê binh chí ca rộng nơi con Yutupol khám đạp phùm mến, mê binh chí ca con tọp chứng cúp, nâng ai đó rạch màn trây cơ xuống tâm nạ tâm nông on trả chết nơi cơ nạ cầm mà thị ca mà châm bạc cung mình đi chấn. Thằng ngày tỷ đập mùi khai mạc ra chắc năm phí bọn mà phải bấy, bán anh chơi xâm phốt đã ao đâm nào ca chứng phở cá, tẹt dụ của chúng đâm bệnh mật thập hiệp con phụ chế chấn. Nâng sẽ khá xa lại dụ của chúng sẽ đầy phí tâm nạ tâm nông con phụ chế chấn, nơi ở kia chạy ở Smart Original Phụng Pính, đòi mình cả chủ rùm phí xâm nạ ai ở đom ai kẻ rột tụt này xa thêm rõ bảo chí mình nạch chấn bảo trăm nơi con phụ chế, bồm tiền thả nạ đặng nóm nâng nhiều kết tư dụ chế chẳng rụt tiệt. Tại dụ vụ chôn đầm bệnh mật tập hiệp quản phụ trí chân cư chí xe mật tập hòn mối đại ca tranh phí mật tập hiệp chí prapê ni đò rừng móm nâng chí cách xa bật bạc ca đò chất sát rô viên quản phụ trí chân đại trợ bàn lực tuổi tam rạc cù ca nấy ở thập tẩy hiệp xe mạng mốc xe mạng mốt bà qua bà ca cổ rụp nghiê tư huynh tập mốc nâng cách xa bật bạc ca chân nè chân nè. Ai đám bệnh đất hôn mà nét mình bảo sát tháp, tế dụ vụ chôn đám bệnh mật tập hiệp quản phụ trí chân nâng đào tư nửa tỷ đò xâm khánh khăn ông niêm chiêu viết tí ca nây ca phá lạc đô bọt phí sáu tu sản nạ tiến nâng vọc bật hóa rô viên dụ vụ chôn nây bật tế tiền phí. Đại nâng chôm rích bằng thêm tiết nâng mật tập hiệp chiêu bật bệnh ní nâng ca co sang an ác cốt ô rùm khăn nê rô bỏ dưỡng sở hợp tam cân luật đuổi phát đám, xài cờ vắt nâng phá vì tỷ cá này còn đang châu rung chân mạch lưu công phố ca áp hiệu vật thôn thiên mân nụ rồi bọc quảm phụ trị bản thêm lưu ca quảm trọ còn lòng mốc rồi bọc mật chấn đồ chía cả phát đoàn áhà rụp có cả pháp đô tu sản cách nâng ca riêng trong vẹn bản đồng bản đạp xinh xinh xâm rạp sở tọa dụ vụ chân nâng bánh vọng quảm phụ trị
nông này nếp để dụ cho năm bay mất tập hiệp còn của chị chân cư chia ưu tiêu ho cùng rù mùi tiết này mất tập hiệp bạch hẹp còn của chị chân hai có chị tập tăng này cảm sạp chóp nâng ca bắt đồng là hiệp chị mất tập hiệp ra quyền dụ với chân cho mòn cáo nông niêm chị mất lõ nâng chị đại cụ lõ ai đam bằng đất bạn mình chạy bằng thảm thá nông niêm chị đại cụ yếu tư xác cụp trùng trôi nấy hạ cung viết nạ rùm khỉa Campuchia chân protein nâng protein đẳng phí cứ chiếm mất đại thép đại tái cho nơi chỉ một khía nâng bán chui khía từ bên từ một prop cả lại thị xã mình tha cả làm bạn giang nào có đau chết đánh tụ bay chiếc protein chân ở rong ruột pika ở rước an chỉ trả nơi không đâm nặng cả đầm bốn này cả chlon riêng đại này chung ngư covid đọc rằm bốn có Campuchia dồi thả pin nút cứ chiếm pin asan đại protein đang ở trời lực chất chật khía nâng quan tro khía từ bên từ một đang nông nay mật tập hiệp nâng mình xuất hóa đối đại chốt ban chăng tam rịa đâm nát tu sân cách robot xâm đại chủ nội vụ làm trái tất cả tiệt công bề cảng cà pi khai cùng phe chăn năm pi pon mập thầy đối chọn đại sở điên khnien ní chấm núi robot chấn nông cá prayut nâng chấm covid đập rầm bồn robot quan phu chi chip xe chấm núi vạ sáng nâng xong phe đã bạ để khả pet có đối chuyện lật tập hoa chụp giấy nay đâm nát tu sân cách phải cá robot ai đâm lý kịch hiện nội vụ làm trái nay sa thiên ra prajim đặt chấn nông âm long pe cách prayum cầm ពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក៏កាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីភាពចាំបាច់នៃមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងនាមជាសហគមន៍វាសនារួមគ្នា គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរកចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងតវ៉ានិងពីបណ្ដឹងជំទាស់តេតើនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅមើលឈ្មោះក្
ងកិច្ចប្រជុំសព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមានប្រសាសន៍ថាការបដិឆេទនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលការបិទផ្សាយត្រូវធ្វើព្រមគ្នានៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហើយបញ្ជីទាំងពីរនេះត្រូវបិទនៅទន្ទឹមគ្នានៅទីតាំងតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដែលត្រូវបិទផ្សាយមានចំនួន 9,700,645 នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន 5,601,906 នាក់ដែលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 23,789 ការិយាល័យដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរត់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយមូលហេតុខ្លះចេញស្លាប់ស្ទួននិងការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានចំនួន 270,142 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ានិងប្តឹងជំទាស់ជាលិខិតអក្សរតាមទម្រង់1202ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវរត់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយជ្រៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមហ៊ីងធីរិតបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយសូមទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវរត់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបានបិទផ្សាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ឬតាមគេហទំព័រឬតាមអេបទូរស័ព្ទដៃសម្បារកឃើញថាមានកំហុសឆ្គងសូមរួមរន់ដាក់ពីបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបងប្អូនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនស៊ីបែលប៉ារីសជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលមកពីប្រទេសបារាំងបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023មានទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញព្រមជាមួយនឹងការដាក់លក់ផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពស្រ័យសមុទ្រនិងផលិតផលថែរក្សាសម្រស់មកពីបារាំងលើទីផ្សារកម្ពុជា
លោកជំទាវសុករស្មីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនស៊ីបែលប៉ារីមានប្រសាសន៍ថាមុននឹងសម្រេចចិត្តនាំចូលផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពស្រ័យសមុទ្រនិងផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ពីប្រទេសបារាំងមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកជំទាវបានសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់លាស់ពីផលិតផលនិងតម្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកជំទាវលោកខេងតំណាងរាស្ត្របណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈកម្មការ លោកជំទាវឡោកខេងតំណាងរាស្ត្របណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី8នៃរដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទៅលើសុខុមាលភាពឱ្យបានហ្មត់ចត់លោកជំទាវថាសព្វថ្ងៃមានផលិតផលអាហារសុខភាពជាច្រើនបាននឹងកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារទាំងមានច្បាប់និងមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលណាមួយសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងធ្វើឲ្យប៉ះ
ជាមួយនឹងការបង្ហាញផលិតផលថ្មីនៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា លោក អាសា ហាឆៈ លីហាត ដែល ជា ប្រធាន JNC TV និង ជា ជំនួយការ ផ្ទាល់ លោក បណ្ឌិត សុំឆៃ ហាឆៈ លីហា បាន ថ្លែង ថា គោល អំណង សំខាន់ នៃ កម្មវិធី នៃ ឱកាស នេះ គឺ ចង់ ឲ្យ សមាជិក ដែល មក ចូល រួម ទាំង អស់ បាន សប្បាយ រីករាយ ទទួល អំណរ សាទរ ឆ្នាំ ថ្មី ជាមួយ ការ ទទួល ទាន អាហារ ដ៏ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ ការកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីនិងការបង្ហាញផលិតផលថ្មីៗដែលក្រុមហ៊ុន JNC នាំយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដឹងពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរាប់ម៉ឺនមុខពិសេសបានជួបអ្នកជោគជ័យក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅប្រទេសថៃនិងដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នានិងផ្ដល់ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការធ្វើទីផ្សារអនឡាញនិង Offline នឹងមានគីបន្តដំណើរវែងឆ្ងាយដើម្បីភាពគង់វង្សយូរអង្វែងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2027រយៈពេល5ឆ្នាំក៏ដូចជាការពង្រីកសមាជិកបន្ថែមទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីវិលលុកទីផ្សារជាដើម លោកអស្រីទូតទេសនិកជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនឹងខ្ញុំក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា